Chào, thấy anh em quay trở lại với kênh Phước Tổng Xe Đạp ở công trình. Con này là nhìn giống như con Sola nhưng mà thành thật là không phải Sola. Con này là của con Hy. Đây kia anh em. Hitachi. Con này nó về với bộ nồi của ZX120. Nó xài cái nồi 4 nhông nha, chứ không phải nhông, 4 nhông. Nhưng mà nó lại xài là xài cái nhông là 006 đuôi của cái thằng giống như Sola luôn. Cho nên cái đời nó hơi khó một chút. Có nhiều người họ nói trật cho mình cũng không biết, thì nghe cái người bán cho mình thế nào thì mình giật nó thế nấy thôi. Cho nên bây giờ mở cái bộ nhông này giống y chang như cái bộ nhông của Sola, bộ nhông Aztec á, hay là còn gọi là bộ nhông Visa á, nhưng mà nó lại to hơn, to hơn. Cầm bù lon đó là con máy, con này là cầm bù lon là sáng rực luôn nè, sáng dữ lắm. Chị kêu ba cho khó trộn. Đây là những mặt hàng mà mình sưu tầm nha nè, trong nhà còn vẫn còn rất là nhiều đồ chậm lắm. Mùa này, mùa này là mấy bộ Visa là mưa mưa này là ngon lành canh đào. Cái vỏ nó cũng lớn hơn nha nè, cái vỏ nó cũng lớn hơn. Đây, con này là thích cái thước 120 nha. Ủa, quá nhiều chất, quá tiểu, quá tiểu. Bạn rồi là còn đã lắm. Bạn rồi còn đã lắm. Wow, khác hoàn toàn nha anh em. Này nó cũng hơi ác một chút. Để cái nhông của nó phải kéo cái thằng kia ra. Rồi coi lâu cái này đi, nhông đâu. Đấy, bánh bò. Nó canh nè, mấy canh nè, thấy không? Số đâu? Cầm ra sáng, cầm ra sáng. Quay số một cái mà nè, mới được. 4731303 rồi cuối cùng 115. Ừ. 115. Số đuôi này. 4, cái này 1, là mấy là? 31. 3 can. 303. 115. 4 cái can à, 6 cái can, anh kéo anh ra. Trên này là vẫn có ái nha anh em, để nó lắc kê, nó có bố luôn ở đây. La thép là bố, la thép là bố, còn la bố còn là vấn đề không? Dỡ thằng chút, vô trong kia dỡ thằng chút đi. Quá đẹp luôn. Rồi, lấy cái kia lên. Kéo cái kia ra. Để ngửa lên, ngửa lên. Rồi. Nhông là đẹp nha. Xuất sắc. Cái trên trước, cái bên hông. Đúng rồi. Dít cho tục dít nhé. Nặng mát ở dưới giữa mà. Dít đi. Lấy từng cây một cái để rớt. Xì. Cái canh nó dày lắm, lấy cái canh ra đi, lấy canh. Cái trái bánh bò nó cũng dày lắm nha. Rút một cái nhông ra.
Đó, lồi lâu. Cái canh nó dày cực kỳ nha anh em. Cái vỏ nè, mời mượn coi cái vỏ nè. Mới có vừa láng một chút thôi. Cái canh nè anh em, thấy cái canh nó dày không? Đấy, nó dày như vậy á. Nó làm nó cái này, cái đời này nó sản xuất cái đầu nó láng, cái góc cạnh nó không có ấy, chứ không phải mòn. Con này kỳ, con này giận mà không có số không? Số mòn hết rồi. Con khác. Số mòn hết rồi. Cho con khác đi. Đây anh em vẫn giống như cái kia luôn, nó vẫn là mấy cái bố canh này đâu, số nó đây 115 nha, đó số đó. Tắt lát cho lọt đi, chưa lọt ở đâu, cái đó không có số đúng không? Rồi kéo cái nữa. Cái này có số đâu. Lấy hẳn cái thằng cái chặt ba ra. Có thể nó mòn. Lau sơn cái này. Sao mòn được, nước sơn đen, một đen thui anh em. Mà nó thay làm sao mà nước sơn giống được. Cái đồ nó nhớt cái chị. Là cái mặt đầu trên đi, mà nãy mình chưa có coi đầu trên. Số nằm đầu trên anh em. Anh em ơi, số nó nằm đầu trên. Đấy, số nằm đây. Rồi anh lau cái kia, cái anh cá nó lại. Mình tìm số mông nhưng mà không có, nó nằm ở số đầu anh em. Thấy cái số đầu nó nằm trên, nó đóng trên đầu này. Nó chạy cái độ dợn của cái đầu rồi. Quá đẹp. Rồi gắn vô đi. À còn cái cây chứ, quên hết. Thử cái cây. Lau cái cây mới số được. Kéo hết ra, lau sạch nó cái, chút nó anh cho nhớt vô cái là anh tắt nó lại thôi. Bên bên hai bên mặt á, cái loại này chưa cốt cho thập anh nằm mấy cây này. Đấy, số nằm đây nè. Bộ này quá ngon, ZB đồng hoàng nha. Đó. Đây là bộ vi sai của nó nha nè, bộ vi sai của con ZX nha, ZX 120. Vi sai này lớn nha nè, chứ không phải nhỏ đâu, nó lớn. Rồi, cảm ơn anh em like cho một like. Anh em đăng ký kênh và bấm cái chuông nha. Anh em cần phụ tùng thì liên hệ phụ tùng xe đạp với công trình. Số điện thoại là 0907 255 116. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em mua thì trên kênh này thì sẽ được giảm giá rất là nhiều nha. Thank you anh em rất là nhiều. À quên chứ, còn cái vụ mà cái này lỡ tiết lộ, thường thường sẽ không tiết lộ cái phần này. Nhưng mà mình cũng sẽ quay cho anh em luôn cái dĩa luôn, để cho anh em biết gặp những cái bộ này cũng có thể chơi được. Mã số của dĩa. Đấy, con dĩa ép. Thì mình xin lỗi là mình không thể tiết lộ cái này được ha. Bộ cùi vậy nhau. Cảm ơn anh em. Cùi nó là xài 13 nha. Cùi đây là mình quay cho anh em. 2 4 6 8 10 12 13 nha. Cùi là 13. Rồi cảm ơn anh em nhiều.